Đặc biệt nữa, trồng cây nữa là không biết là chúng ta có cái doanh nghiệp nào chuyên về trồng cây, phát triển rừng, rồi là cây chuyên, chuyên công nghiệp, bây giờ còn là cây cảnh, cây có giá trị nông sản cao. Bác rất chú trọng cây đấy các đồng chí. Bác nói là cây cũng là một sự sống, nó cũng linh thiêng như con người vậy. Cái ngày mà bác về Hà Nội đấy, nhân chiến thắng Điện Biên Phủ, ta tổ chức duyệt binh trọng thể để chào mừng bác và Trung ương. Thế thì để cho cái đoàn duyệt binh ấy, nó đi được thuận lợi, nó không vướng, mới đến gặp bác, xin phép bác cho chặt mấy cây ở đầu đường. Bác nói ngay, cây này là của tổ tiên ta để lại, có phải bác cháu mình chặt đâu, trồng đâu mà tùy tiện chặt được. Các chú làm sao cố gắng vượt khó khăn, vừa duyệt binh tốt cho đồng bào xem, mà vừa giữ được cây cho bác. Bác là rất chú trọng trồng cây. Bác còn đưa cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cái gói hạt bưởi, bảo chú nào dịp nào lên Việt Bắc thăm lại Điện Biên, nhớ trồng cây cho bác. Bác đi thăm nước ngoài mà bác hỏi cả những chuyện rất tỉ mỉ là nước các đồng chí có loại cây nào mà mùa đông ít rụng lá không? Vì bác thương các cô công nhân quét rác vất vả mang về để trồng, để gây rừng. Và đặc biệt nữa là khi bác về quê ở Nghệ An, bác phải về có hai lần đấy nhé. Lúc năm 1957 là 67 tuổi, lần thứ hai năm 61 là 71 tuổi. Bác thấy trên đường toàn trồng nhãn thành phố Vinh. Lúc đó còn nghèo lắm, đơn sơ. Bây giờ thì thành phố Vinh rất đẹp và hiện đại, có quảng trường Hồ Chí Minh vừa tròn 20 năm đấy cơ. Ta về thăm thì có lễ hội làng sen. Bác bảo sao các chú không trồng hoa, trồng cây cảnh mà lại trồng nhãn thế này? Trồng nhãn là cây ăn quả, nó có quả, các cháu nó leo trèo ngã thì làm thế nào, tai nạn giao thông làm thế nào đấy. Bác là người chú trọng là trồng cây gì ở đâu, nó phải hợp đất, hợp người và hợp nhu cầu. Thì ta biết, học được biết bao nhiêu điều về kinh tế của bác.